Vâng, hello, xin chào anh em. Và trước mắt anh em đây là một cái con máy chiếu thông minh cũng thuộc dòng cao cấp của Xiaomi. Con này là con Halo Plus và cái mức giá của nó không hề rẻ một chút nào. Mức giá của nó là trên 25 triệu, một mức giá rất là cao chứ không hề rẻ một chút nào. Và đây là cái hình ảnh của cái con Halo Plus này khi được chúng ta chiếu lên. Vâng, và đây là cái hình ảnh của máy mà khi mà mình đang chiếu lên. Và hình ảnh này là hình ảnh thực tế luôn nha anh em nhé. Phòng đang bật đèn và nếu mà nhìn vào hình ảnh này thì chúng ta sẽ bảo là tại sao một cái sản phẩm đắt tiền như vậy trên 25 triệu nó lại bịp như thế này, nó lại mờ như thế này và không thể xem được cái này bị lỗi hay là như thế nào. Ok, thì bây giờ mình sẽ cho anh em thấy là nó sẽ thay đổi như thế nào nhá. Được rồi, bây giờ anh em sẽ thấy là nó đang mờ như thế này, mình sẽ làm cho nó rõ lên để cho anh em xem. Một này, hai, ok, anh em đã thấy nó rõ hơn chưa? Đấy, nó đã rõ hơn và nét hơn rất là nhiều rồi đúng không ạ? Tại vì sao? Tại vì đây là một con máy chiếu dành riêng cho xem phim, tức là cái con máy chiếu này nó sẽ đáp ứng tốt cho chúng ta ở trong cái phòng mà chúng ta xem phim, là cái phòng mà có cái độ sáng chúng ta tắt điện đi, tức là chúng ta hạn chế được cái độ sáng để cho máy nó có thể là hiển thị hình ảnh tốt nhất. Và cái con máy này nó không dùng trong cái môi trường độ sáng cao, cũng như nó không dùng cho văn phòng, không dùng cho dạy học, mà nó chỉ dùng cho mục đích chính của chúng ta là mục đích xem phim thôi. Nên là nhiều anh em cứ nghĩ là dùng những cái con máy chiếu đắt tiền, những cái con máy chiếu đến hàng chục triệu đồng như thế này thì càng đắt thì nó càng sáng rõ và càng dùng tốt. Nhưng mà thực ra là nó là phải đúng theo cái công năng và cái mục đích sử dụng của nó. Nếu mà chúng ta dùng để cho văn phòng, dùng cho dạy học thì chúng ta phải quan tâm đến những cái con máy chiếu khác. Chứ nếu mà văn phòng dạy học mà dùng cái con máy chiếu này, bỏ ra một cái mức giá nó quá đắt như thế này thì chúng ta không thể dùng đúng cái mục đích của chúng ta được. Và mục đích chính của một cái con máy xem phim như thế này thì nó dùng để xem phim chứ không phải là dùng để cho mục đích văn phòng dạy học. Và anh em lưu ý cái việc này khi mà chọn máy chiếu nhé, chứ không phải là máy chiếu càng đắt là sẽ càng đẹp đâu, mà nó chỉ là đúng theo cái mục đích sử dụng của anh em thôi ạ. Ok, và đây mình có một cái con máy chiếu khác. Con này thì giá rất là rẻ, chỉ có 4 triệu 2 thôi. Con này của Epson. Đây, chỉ có 4 triệu 2 thôi. Và đây là cái hình ảnh mà chúng ta thấy của cái máy này khi mà chúng ta chiếu lên. Vâng, và chúng ta thấy nó thế nào ạ? Nếu mà nhìn như thế này thì chắc chắn là anh em sẽ bảo là cái con này hình ảnh nó còn đẹp hơn là cái con Xiaomi 25 triệu mình vừa mới chiếu kia đúng không ạ? Đúng rồi, tại vì cái độ sáng của con này nó tốt hơn rất là nhiều so với lại cái con Xiaomi kia. Nhưng mà cái độ phân giải thì nó lại kém hơn. Tuy nhiên là ở trong cái không gian mà nó nhiều ánh sáng như thế này thì chúng ta sẽ không thể nhìn được cái độ phân giải của máy. Khi mà cái độ sáng nó quá thấp thì độ phân giải của nó là vô nghĩa. Và chính vì vậy đây là một cái con máy mà cái mục đích sử dụng của nó là mục đích sử dụng cho văn phòng, cho môi trường có nhiều ánh sáng, cho dạy học. Nên là nó không phải là một cái máy chiếu dành cho xem phim. Đây, tức là khi mà dùng cho văn phòng, cho những cái môi trường ánh sáng cao ấy, thì chúng ta cần phải đáp ứng được là chúng ta phải nhìn được rõ chữ, đúng không ạ? Chúng ta cần phải nhìn được rõ chữ và nhìn rõ hình ảnh ở trong cái không gian mà nó có nhiều ánh sáng thì chúng ta mới có thể là thực hiện cho cái mục đích công việc được. Đây là cái ưu tiên hàng đầu của nó, đấy là nhìn rõ chữ và cái độ sáng nó tốt để cho chúng ta dùng trong cái môi trường mà nhiều độ sáng, dùng cho văn phòng, dùng cho dạy học. Và khi mà mình tắt điện đi thì không biết là cái con này tắt điện đi thì nó có thể dùng cho xem phim được không. Thì đây nhá, thì thực ra ấy, thì những cái con này ấy, thì dùng cho xem phim thì cũng được, tuy nhiên là cái độ phân giải nó không tối ưu cho xem phim. Ví dụ như con này thì độ phân giải của nó là chỉ là HD thôi, tức là nó chưa được Full HD, dẫn đến là nếu như mà chúng ta xem phim, ví dụ như là mình sẽ mở một cái video xem phim thì màu sắc thì vẫn là ok, nhưng mà cái độ phân giải của nó sẽ hơi thấp, dẫn đến là chúng ta sẽ thấy là những cái điểm ảnh nó sẽ có rỗ thành ô vuông đấy, mà nó rỗ và nó chỉ sáng và màu sắc đẹp thôi chứ nó sẽ không nét đấy. Chính vì cái việc không nét đấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là trải nghiệm khi chúng ta xem phim. Đây đấy, chúng ta có thể thấy các cái điểm ảnh đúng không, các cái pixel khi mà mình zoom nó lên ấy thì chúng ta có thể thấy được các cái pixel, các cái ô vuông, các cái điểm ảnh nó nhỏ ấy. Thì nó sẽ thành kiểu nó rỗ, nên là xem phim thì nó sẽ không được đẹp. Và mục đích sử dụng chính của cái con này là nó dùng cho văn phòng, dùng cho dạy học, hoặc là dùng cho hát karaoke trong cái không gian mà có cái môi trường độ sáng nó cao thì nó sẽ phát huy rất là tốt cho cái mục đích sử dụng của nó. Còn nếu như mà xem phim
mà chúng ta muốn vừa độ sáng cao vừa phân giải tốt để cho xem phim thì những cái máy đấy thì nó cũng sẽ có nhá, cũng sẽ có, chỉ có điều là giá của nó sẽ cao thôi chứ không phải là giá rẻ như thế này. Ok, và qua cái video này thì cũng mong anh em hiểu được là một cái con máy chiếu văn phòng chuyên cho văn phòng thì có dùng cho xem phim được không, và một con xem phim có dùng cho văn phòng được không, cũng như là cái việc mà lựa chọn máy đúng cái mục đích sử dụng. Chỉ cần bỏ ra 4 triệu 2 cho cái con máy như này là chúng ta đã có một cái độ sáng rất cao, dùng tốt cho dạy học và cho văn phòng, chứ không phải là chúng ta bỏ ra đến tận 25 triệu cho cái con lúc nãy mà sai mục đích thì nó là vô nghĩa, nó là ném tiền qua cửa sổ, đúng không ạ? Nó là ném tiền qua cửa sổ. Vậy nên là cái việc lựa chọn máy chiếu cho văn phòng dạy học và máy chiếu cho xem phim, nó là hai cái sự lựa chọn nó hoàn toàn khác nhau. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các video sau.